Chào các bạn, hôm nay là ngày 1 tháng 11, chuẩn bị chương trình cho cái live trên kênh YouTube của Đan Nguyên Official. Bây giờ mới make up xong, bây giờ vô thay đồ. Bà Linh đã đi nhờ có bà Linh bà đi bà quay giùm Tám à, hay không các bạn? Chứ không có bà Linh đâu ai quay cho Tám, có Thiện nữa kìa. Đây Tám chết mồ. Tám xây qua cái đây. Cái bông tai của Kitty đeo cho tặng Tám là của đeo làm sao ta? Đâu? Nó ngộ vậy. Vậy hả? Đeo vậy á. Nó dẫn ra vậy á. Dẫn nó vậy hả? Ừ. Thế là như bên này, cái bên này và cái bên này. Đồ thôi. Hình như chương trình bắt đầu rồi đó các bạn. Cái này là behind the scene nè. Có này đã lắm mà hả? Đánh hả? Đánh trên cái cổ hả? Thì chị quay qua đây em đánh cho. Cái này là gì? Cái này giống như là nó làm cho bóng cái da mình á. Bóng cái da mình á? Để mình lên sân khấu nó không có bị khô. Ánh đèn vô nó có nhìn khô da đó. À, nó ăn ánh chiếu vậy. Mượn ở đâu hay vậy? Mượn ở đâu có vậy? Người mới cấp cho chị vậy hả? Thái giám. Trời ơi, thích giá, thái giám lắm các. Không nhận thái giám giỏi ghê luôn các bạn. Rồi, để tao cái bên hả? Xong rồi ha. Mở màn rồi đó. Đó đúng rồi, Kitty nè, Kitty tặng sinh nhật Tám nè. Cái bông tai. Thôi mình đi ra sân khấu coi. 5:02 là 22:22. Thân thơ xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Trước khi ca sĩ Cam Thơ tiếp tục đến với một bài hát nữa thì lúc nãy đứng ở dưới hậu trường thì Cam Thơ có đưa cho nó đến hai cái phong bì màu vàng với màu cam, nhưng mà có tên Cam Thơ trên này. Thì đây Cam Thơ nói về hai cái phong bì này. Đầu tiên cái phong bì nè. Và phong bì này là trị giá là $5,000 ở trên này.
5.000 đô. Cam Thơ đại diện cho một mạnh thường quân có tên là một người cha gửi cho chương trình của Đa Nguyên 5.000. Và cái này là anh Lê Quang, ảnh đang ở nhà, ảnh đang xem á, thì cũng thiệt chứ không phải giả nhau. Ok. Ông lấy ra cho mọi người biết tiền thiệt. Ok. Và đây là 500 đô một cái chút nhỏ để ủng hộ cho chương trình của Đa Nguyên. Đây là của Lê Quang và Cam Thơ. Có cần lấy 500 thì chắc chắn là có thiệt rồi đó. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn đến một người cha đã thông qua Cam Thơ để ủng hộ cho Thương Về Miền Trung 5.000 đô. Chúng tôi cũng cảm ơn đến Cam Thơ đã đến đây hát, rồi ủng hộ thêm nữa. Cảm ơn đến Cam Thơ và nhạc sĩ Lê Quang ủng hộ thêm 500. Cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ bài thứ hai. Dạ, cảm ơn Tiến. Và bài tiếp theo, một bài hát cũng rất quen thuộc của nhạc sĩ Lê Quang. Bài hát được mang tên Khi. Khi ông nói là mình chia tay, khi anh nói là mình không chung lối. Trong chương trình kêu gọi những mạnh quân cũng như là những tấm lòng nhân ái đang xem chương trình ngày hôm nay để đóng góp một ít gì tình thương của mình đó cho những người miền Trung đang bị lũ lụt hiện nay. Thì trước khi Chi
bắt đầu cái chương trình của mình. Thì chương trình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến anh Sơn đẹp trai nào đó. Trước đây đã nghe nói đã đóng góp 100.000 đồng rồi cho miền Trung. Nhưng ngày hôm nay nghe nói là khi mà chị Di ra đây làm MC đó, ảnh cho thêm 10.000 nữa, không biết có đúng không? Nó giỡn thôi chứ là thank you. Nó giỡn thôi chứ là đang nguyên đó nhờ em ra đây để mà gửi lời cảm ơn anh. Và Đăng Nguyên có gửi gắm lời là nhiều khi chị lên chị nhìn hot thì anh cho thêm sao, phải không? À, nãy giờ tôi thấy bà nhìn thấy là anh ấy nằm ngồi dưới hả? Tôi có chị để anh đó mà tôi không biết phải anh Sơn không, chứ ở đây nhiều anh đẹp trai quá. Không biết phải anh Sơn không mà không biết là anh đi một mình đi với chị nào mất công lỡ tôi nói xong cái hồi gia đình bị xào xáo không phải không? Lên đây tôi làm MC là chính chứ không phải tôi lên cái khá gia đình người ta. À, nói tóm lại là hôm nay là lần đầu tiên mà làm MC đúng không? Đúng vậy, đây là lần đầu tiên Duy làm MC. Thật tình ra là Duy cũng xin là hôm nay coi như là ngồi với Duy, có phụ bên em làm được gì làm. Nhưng mà từ Mô với Đa Nguyên có nói là thôi em biết là hai chị đồng bọn có rất nhiều ở trên Facebook cũng như là YouTube, thành ra là nhờ chị góp cho chương trình một phần của mình để kêu gọi thay dùm tụi em. Thì tất cả việc mà đang xem YouTube thì cũng đã biết đến bà Tám Cam Thơ trên kênh YouTube của bà. Còn Trinh Di với Cam Thơ đây trên livestream thì có cái danh hiệu là bà Bảy và bà Tám. Thì riêng Bảy và Tám có cái quỹ Z-Hot cũng đã kêu gọi được đồng bọn của mình đóng góp là tổng cộng là được 30.000 đô. Nhưng quý vị cũng biết rồi, cái số tiền 30.000 đô đây nó không có đáng là bao nhiêu hết, trong khi bà con của mình đang rất là cần sự giúp đỡ của quý vị hiện nay. Cho nên Gigi với Cam Thơ tha thiết kêu gọi quý vị mở rộng trái tim mình, mở rộng tấm lòng cũng như mở rộng cái túi tiền của mình để góp cho Đăng Nguyên Foundation ngày hôm nay như là được thêm một số tiền thật là lớn để mà giúp cho bà con miền Trung của mình hiện nay. Tại vì Tracy và Trang Thơ cũng là những người con miền Trung. Quê bà ở đâu? Đà Nẵng. Nhưng mà là nói tiếng Huế, ba má người Huế. Mà Trang Thơ thì sinh ở Đà Nẵng, bên bà cũng vậy đúng không? Đúng rồi, gốc tôi thì là Quảng Nam Đà Nẵng nhưng mà tôi sinh ở Sài Gòn nên tôi mới nói đến Đà Nẵng, nói giọng Đà Nẵng chứ. Nhưng mà nãy tôi có nói với anh Hà với lại Trúc Lam, Trúc Linh hay sao bữa nào đặng tôi nói giọng Đà Nẵng để tôi dạy cho. Bà biết nói không? Bà nói là câu cái gì? Biết đi đi Huế à? Lý do chứ gì? Sinh Đà Nẵng nhưng mà chị nói tiếng Huế, hồi nhỏ nói tiếng Huế, giờ không nói tiếng Huế nữa, tiếng Nam không? Dạ. Bà nói tiếng Nam rặt luôn chứ không? Nói tiếng Nam rặt. Thì Trizy kêu Cam Thơ đứng lại đây là vì Trizy biết mình không phải là MC chuyên nghiệp. Nếu lỡ mà có nói gì vô duyên thì hai đứa vô duyên một vô duyên luôn. Dạ. Kính chào quý vị. Dạ. Vậy có nghĩa là có thêm người công viên thứ ba. Người sẽ hỗ trợ chia sẻ cái phần đó cho con, đừng lo. Dạ, thì đi vô được chứ. Thôi đứng đây thôi đi. Cho chú Vui có bà Bảy, bà Tám và ông Mười, Tứ Tiến. Đó đủ bộ ba luôn. Chú ông Sáu Khánh Hoàng thôi. À, chưa tới. Ở đây có ông này. Ông 11. Này ông à. Ông 11 anh Trọng Thắng. Vâng, thầy Khánh Hoàng thì chưa tới. Nhưng mà đang trên đường tới cho quý vị. Nhưng mà trước khi đó thì để Trọng Thắng xin phép đó, là đọc danh sách những quý mạnh thường quân nào đang theo dõi chương trình mà đã góp tiền cho chương trình, cho Đan Viên Foundation, cho chương trình Thương về miền Trung trong ngày hôm nay. Thì chúng tôi xin phép được đọc một số quý vị mạnh thường quân, đó là Tường Văn Huỳnh 100 đô, Long Nguyễn 100 đô, Khi Khi Võ 100 đô, Hợp Lưu 100 đô, Xuân Yến Nguyễn 100 đô, Pauline Đoàn 100 đô, Hương Đoàn 100 đô, Tràm Hương Nguyễn 500 đô, Vũ Dung là 100 đô, Thanh Nguyễn 1.000 đô và Lucio Ngô là 100 đô. Ngoài ra chúng tôi có anh Đào Phan 250 đô, Hoa Đặng 200 đô và nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Huy Khiêm cho một cái check 500 đô. Xin cảm ơn rất là nhiều. Anh nhiều Huy Khiêm. Khanh Trang còn cho thêm được 100 đô nữa. Và đó là những cái nhà mạnh thường quân từ đầu chương trình đến giờ.
anh đừng quên cái 10.000 đô của anh Sơn đẹp trai nhá. Biết đâu là những khi kêu anh đẹp trai anh cho thêm 5.000 nữa. Anh Sơn ơi, anh nghĩ sao anh Sơn? Anh gặp gương, anh gặp đầu nãy giờ kìa, thấy không? Nhưng mà có vẻ còn hơi ngượng ngùng, anh phải đứng lên em mới biết là anh Sơn ơi, xin anh Sơn đứng lên chào chàng báo tay anh Sơn nào quý vị ơi. Vậy là chúng ta có thêm 15.000 đô. Anh thấy em gài hay không? Wow. Mà có nhớ là một người cha không? Đúng đúng đúng. À, và lý do trong cái quỹ mà Z-Top mà kêu gọi coi như là fan cũng như là đồng bọn của Chi và Canner đó, thì có một cái check là 2.000 đô mà để tên là một người cha. Thì ngày hôm nay tôi cũng thắc mắc là tại sao không để tên mà để tên là một người cha làm sao? Và không cần thắc mắc nữa, người ta đưa tiền cho em một người cha. Cái này là vô rồi đó, cái này là vô rồi đó. Một lần nữa chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả quý vị đang xem chương trình Du lịch miền Trung ngày hôm nay chia sẻ một đây cũng là một con người miền Trung, lâu lắm rồi không về miền Trung không? Mình có mỗi lần mà kêu gọi cái là tự nhiên lúc bắt nó cứ lơ lửng chơi. Mà cái đó là một cái mà mình không có thể mà mình control được cái emotion. Mà trôi lại thôi, lát nó rớt luôn mình giả. Mỗi lần má hóc là lòng mình giả lại nó rớt. Trời ơi, đáng dễ dàng. Mỗi lần mình lên livestream hay là kêu gọi là tự nhiên là cứ nói đến nhiều cảm xúc hả? Kêu gọi để mà giúp đồng bào. Tại vì Tracy với Tanner cũng đã đi làm từ thiện, đã đến trực tiếp những cái bà con mà ở cái vùng sâu vùng xa nghèo khổ, cho nên là mình biết được cái cảnh của họ như thế nào. Mà tất nhiên rồi, quý vị tưởng tượng đi, nghe nói là cái cơn bão cấp 10 phải không, sắp tới nữa, mà theo TV được biết đó, cơn bão số 10 có nghĩa là từ đầu năm đến giờ đây là cái cơn bão lớn nhất nữa và nguy hiểm, cho nên là chúng ta may mắn được ở những cái nước Mỹ, nước châu Âu, những cái nơi mình đi, thì chúng ta có thể chia sẻ một chút gì đó của mình đến với bà con miền Trung hiện nay. Thì chỉ hy vọng là hôm nay chúng ta gây quỹ được thật nhiều để Đa Nguy đưa cái số tiền đó về giúp cho bà con của chúng ta. Và xin cảm ơn quý vị. I have to save myself for next time. So, một lần nữa, những question, chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you. Mong rằng quý vị hãy yêu thương, nhớ gọi là. Tất nhiên. Ok. Rất nhiều anh. Thank you man. Đây là đâu 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 Nha, vô nè. Đứng xa xa đây đó. Ok rồi. Tầng 2. Ok, thank you. Số chắc chắn sẽ lên trên. Và chúng tôi phải gọi là một
Anh gửi tặng 100 đô trong chương trình. Và đó là những cái số trong ngày hôm nay. Và thank you. Chúng ta xin mời quý vị thưởng thức bài hát của bạn Kiên. Mê bài Kiên nhé. Cô đã xuất hiện tại đây. Chị có chờ có hẹn 6 giờ. Tuần trình diễn đặc biệt của nữ ca sĩ. Dạ dạ, có chờ thật có 6 giờ. Chị ông ta chơi nè, cho selfie cắm luôn. Đây nè, đó. Được tiếp nối tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.